Toán 4 ôn thi giữa kỳ 2, chúng ta cùng đến với một bài toán đề bài như sau. Một hình bình hạnh có cạnh đáy 45 cm, chiều cao tương ứng bằng 4/5 cạnh đáy, tính diện tích của hình bình hạnh đó. Vậy để làm được bài toán này, chúng ta hãy cùng phân tích với thầy nhé. Trước hết chúng ta cần phải nắm được thầy là cách tính diện tích của hình bình hạnh nào. Muốn tính diện tích của hình bình hạnh, ta lấy độ dài của cạnh đáy với chiều cao cùng đơn vị đo, đúng nào? Tức là đáy này nhân với chiều cao. Đó, các em nhớ cho thầy cái công thức tính diện tích hình bình hạnh nhé. Và trong bài này chúng ta đã có thông tin gì rồi? Chúng ta đã biết cạnh đáy là bằng 45 cm, tức là đáy của trung bình đã biết rồi. Và việc chúng mình bây giờ phải tìm chiều cao, đúng chưa? Chiều cao chưa có biết mà. Vậy nên ngay lập tức bước 1 mình đi tìm chiều cao, và sau đó bước 2 mình sẽ thay số ở đây thì mình sẽ tính được diện tích của hình bình hạnh. Bước 2 tính diện tích. Bây giờ thầy trò chúng ta sẽ cùng triển khai vào phần bài làm nhé. Mình sẽ nói là chiều cao tương ứng của hình bình hạnh là, chúng ta đọc kỹ thông tin của đề bài. Cạnh đáy đã biết rồi là bằng 45 cm, chiều cao tương ứng bằng 4/5 cạnh đáy, tức là 4/5 của cạnh đáy, và chính là 4/5 của 45 cm. Vậy thì chúng ta sẽ có phép tính là gì nhỉ? Ta lấy 45 nhân với 4/5. Phép tính của chúng ta 45 nhân 4/5. Chúng ta sẽ đi thực hiện cái phép tính này ra ngoài nhé. Một số tự nhiên nhân với phân số, ta chỉ được lấy số đó nhân với tử số thôi. Còn một số, ta lấy 45 nhân với 4/5 như thế này. 45 nhân 4/5 như thế này. Thì bây giờ chúng ta thành nhân mà rồi mình cứ gọi sau cũng được, hoặc là như thế này. 45 ấy nó chính bằng là 5 nhân 9, đúng không? Sau đó nhân 4/5. Chúng ta có thể rút gọn 5 rồi. Vậy thì trên tử số sẽ còn lại là 9 nhân 4 là 36. Dưới mẫu số còn lại 1 nhá. 36/1 tức là bằng 36. Chúng ta thấy kết quả vào đây bằng 36. Và đơn vị là cm. Do cạnh đáy đơn vị là cm nên chiều cao cũng đơn vị là cm các em nhé. Thế bây giờ chúng ta sẽ có diện tích của hình bình hạnh, đó là, đây chúng ta thay số vào công thức nhé các em, chúng ta lấy độ dài đáy nhân chiều cao cùng đơn vị đo. Cùng đơn vị đo ở đây là cm rồi. Ta lấy đáy là 45 nhân với chiều cao là 36. Và các em đặt tính này ra nháp nhé. Ta được kết quả là 1620, đơn vị là cm vuông. Và cuối cùng chúng ta sẽ ghi đáp số thôi. Đáp số là 1620 cm vuông. Như vậy chúng ta đã xong một cái bài toán liên quan đến diện tích của hình bình hạnh.